Các bạn, hôm nay anh Phi có mặt tại cửa hàng Abo vì nhiều mục đích lắm. Sáng nay có một cái đơn hàng về để anh Phi đóng hàng 3688-11A là đóng chơi cho vui. Và hôm nay có một cái toa hàng về để làm tem nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là cái đơn hàng 6 chiếc xe tay đua ngân hà và một cái đường đua tay đua ngân hà vòng tròn mà anh Phi sẽ gửi đi Cần Thơ đây. Quận Ninh Kiều. Phường gì anh không nhớ thì anh sẽ kiểm tra hàng ngay đây. Các bạn đi vào kiểm tra hàng với anh về nha. Đây là 6 chiếc xe tay đua ngân hà lắp ráp mà bạn đặt mua. Một là một cái chiếc xe nó gọi là cái mã hàng là 2261 ha. Nó là rồng siêu tốc gì đó, siêu tốc độ gì đó. Còn cái này là con sói ha, 2237. Anh Phi gọi bằng mã hàng thôi, tên anh Phi không nhớ. Cái này là rắn hào quang anh Phi nhớ nè. Cái này sư tử hồng anh Phi nhớ, cái này sư tử lửa, cái này dơi cánh đen anh Phi nhớ. Còn hai cái tên này thì hình như là này là sói sói gì đó ha, ma sói gì đó, ma có siêu cấp gì đó. Còn cái này là rồng thần rồng cái gì siêu tốc độ gì nè, anh không nhớ nhưng mà anh sẽ phải kiểm những cái hàng này. Và đây là cái bộ đường đua 8 mảnh ha, và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để đưa những cái mảnh này vào và ráp với lại những cái bộ phụ kiện của nó. Đây là cái bộ phụ kiện ráp của nó ha. Thực tế là cái bộ đường đua này nó tách từ một cái thùng tường đua rất là lớn và anh Phi tách ra thành những cái bộ đường đua tròn cho dễ các bạn dễ mua, chứ bộ đường đua lớn nó rất là nhiều giá ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ test xem phải test cái nhóm hàng này như thế nào nhé. Phi đã chỉnh góc máy rồi, bây giờ anh Phi sẽ chuyển góc máy xuống khu vực test đây. Trước hết là test cái con 2261 này trước. Con 2261 thường nó sẽ có một cái lớp bọc bịch xốp này để bảo vệ cái phần hộp mica ở phía trong. Đấy, hộp mica ở phía trong, con này sẽ nó nằm ở trong cái hộp mica và rất là tiện lợi. Khi các bạn mua cái con này thì nó có luôn cái hộp mica này. Và các bạn có thể để những cái dụng cụ đồ chơi của mình ở đây. Và đây là cái bộ phụ kiện của nó. Nó rồm có hai bát. Một bát thứ nhất là rồm có phần trên và phần thân dưới bánh. Bát thứ hai là có cái lườn. Rồi motor ở trong này. Motor này là motor 4.000 vòng một phút nha các bạn nhé. Còn đây là cái phần cánh sau. Các bạn tùy các bạn thích các bạn cho chơi như thế nào. Và đây là những cái phần hướng dẫn lắp ráp. Hướng dẫn lắp ráp. Hoặc là các bạn có thể gõ trên YouTube kênh của Abo với cái mã hàng là đây 2261 xe tay đua ngân hà 2261. Nó cũng ra những cái đoạn mà anh Phi có làm lắp ráp về cái mã hàng này rồi ha. Rồi xe tay đua ngân hà thì đối với những bạn lớn thì chơi cực kỳ yêu thích luôn. Và đây nó có một cái tập rồ xua rồ xua và những cái bộ hướng dẫn về đường đua. Nhưng mà đường đua này hiện nay hiếm lắm, tại hàng này thú thật với các bạn là chỉ là hàng tồn thôi. Đây chỉ là những cái hướng dẫn lắp ráp kế tiếp nâng cấp, nhưng mà bộ phận nâng cấp thì không đầy đủ lắm thôi nha các bạn nhé. Rồi anh test xong cái mã này rồi thì anh sẽ đi tiến tới cái những cái mã khác. Thì cái hộp hàng này là cái hộp mica, nó gài với bằng những cái nút này thì rất là dễ để chúng ta test. Và anh Phi cũng sẽ cho lại trong một cái bịch túi xốp này. Tuy là cái túi xốp này nó không có sạch, tại vì hàng nằm trên kho nó hơi bụi, nhưng mà anh Phi vẫn cho vào để bảo vệ cái hộp này sao cho nó đẹp nhất khi về tới tay tụi em ha. Đấy. Đây, anh Phi tay trái cho nên để cái đồ cắt băng keo ở đây nó liền nghịch. Đấy. Rồi, anh Phi sẽ qua xong cái 2261. Cái điều khó của cái việc test các cái sản phẩm này là như vậy. Anh Phi có cái hộp hàng ở đây là 2508. Và cái hộp hàng này nó sẽ có sự khác nhau là bên ngoài nó có một cái vỏ bọc. Vỏ bọc như vậy. Còn cái này thì anh cố tình anh gỡ cái vỏ bọc nó ra rồi để anh trình bày cho các bạn thấy. Nó có cái khó là bây giờ ở trong này thì nó trong bọc ha. Trong bọc như thế này, mình kiểm đầy bọc là ok. Nhưng thực tế á là nó sẽ có những cái nó cái linh kiện nó sẽ bị thiếu một hoặc hai miếng, những cái con ốc ở đây nè. Ốc ở đây thiếu một hai miếng. Và trong tình huống này nếu bị thiếu thì các bạn có thể là dùng những cái hộp gần tương tự để các bạn thay qua được. Nhưng mà cái về mà lỡ cái motor này nó bị trục trặc á, anh Phi không thể nào cắt ra để thử motor. Tại nguyên bịch nó như vậy, cắt ra thì các bạn nói anh Phi bán cái hàng đã khui rồi thì chết anh Phi luôn. Cho nên ở chỗ này anh Phi chỉ có thể là kiểm tra ở tới mức này và anh Phi dán hộp lại thôi. Và nếu có tình huống mà bị hư motor hay gì gì đó thì nhớ báo cho anh Phi để anh Phi gửi bù motor về. Nhưng mà thông thường á thì rất là khó để hư cái motor.
do chúng ta ráp không có chuẩn mà thôi ha. Rồi anh Huy sẽ dùng khăn sạch để anh Huy lau sơ cái hộp hàng này. Đấy. Rồi. Và những cái hộp hàng này anh Huy cũng làm như vậy luôn, không phải là hàng cũ nha các bạn, mà anh Huy sẽ khui những cái lớp này ra luôn để anh Huy kiểm tra coi nó đủ hàng hay không. Tại vì đường gửi hàng đường xa cho nên về dưới thiếu và phải gửi hàng bù thì nó tốn rất là nhiều chi phí. Đây vẫn là ba bịch ha các bạn ha. Và những cái sách hướng dẫn nó nằm ở trong này. Và tới đây thì anh Huy chỉ cần dán 4 cái miếng băng keo nữa là xong ha. Đó, cái công việc kiểm hàng của xe tay đua Ngân Hà nó có khác một chút xíu đó. Còn để test kỹ hơn nữa thì phải buộc phải cắt một cái bịch chứa cái motor đó để thử cái motor. Thử motor thì rất là dễ, ở đây anh Huy có đủ pin để anh Huy thử motor. Nhưng mà điều đó thì cũng không cần thiết lắm đâu. Bởi vì sao? Bởi vì một hồi nữa anh Huy sẽ gửi thêm một chiếc, một hộp nữa ở trong này để mà anh Huy bù linh kiện cho cái bạn này. Tại vì bạn mua hơi nhiều cho nên anh Huy sẽ gửi bù linh kiện ha, nếu có bị sai. Còn nếu mà trong đây đầy đủ linh kiện thì các bạn có dư một chiếc nè, các bạn thấy không? À, đây tự nhiên cái nó có thêm một bịch nhỏ nè, các bạn thấy không? Đó, cho nên đó là nó đủ thứ ở trong này hết. Nên tới đây thì ok rồi. Con này là còn con rồng tốc độ nha các bạn, mã hàng của nó là 2507. Con dơi cánh đen chứ, xin lỗi, con này là con dơi cánh đen nha, ngoài con rồng tốc độ. Rồng tốc độ nó màu khác ha. Rồi đây anh Phi sẽ phải tỉ kiểm từng hộp đó như vậy. Và một hồi nữa ở cuối đoạn clip này anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ráp cái đường đua Ngân Hà. Ráp đường đua Ngân Hà, ráp đường lớn thì không nói, ráp đường lớn nó cần nhiều kỹ thuật. Nhưng ráp đường nhỏ thì chỉ cần mình nói được các cái khớp với nhau là ok. Và anh Phi sẽ cho các bạn một cái lời khuyên khi ráp cái đường đua Ngân Hà sao cho dễ nhất có thể. Đây là con rắn hào quang ha. Đây, đây, các bạn thấy bên này nó lại không có cái bịch nhỏ, các bạn thấy không? Đó, nó vô trần lắm. Đây, đó. Rồi, các bạn muốn biết cái này nó lắp ráp như thế nào và các cái kỹ thuật lắp ráp nó như thế nào thì các bạn có thể tra theo cái mã hàng này. Tra theo cái mã hàng này trên kênh YouTube của Abo thì anh Phi cũng đã ráp hoàn thiện tất cả các mã hàng này rồi. Anh Phi đã ráp hoàn thiện tất cả các mã hàng này rồi và cũng có chia sẻ với các bạn là phía dưới này ha, cái này chính là cái quặng, khi mà làm ra là cái quặng để đón xe ha. Cái quặng đón xe là gì, các bạn xem những cái clip về xe tay đua Ngân Hà của anh Phi đã làm giai đoạn trước ha. Nếu mà rảnh rảnh thì anh Phi sẽ làm lại những clip đó xem coi mình còn lắp ráp nhanh như ngày xưa nữa hay không. Mỗi chiếc xe như vậy các bạn sẽ tốn bình quân từ 10 phút để ráp hoàn thiện cho tới 20 phút để ráp hoàn thiện nó, với những bạn đã chơi rành và có khả năng, và có bạn dùng cả ngày mà ráp không ra ha. Rồi anh Phi đã test xong con này. Và cái con này thì nó có cái bộ đĩa ở trong cũng như là những cái bánh dự phòng ha. Bánh dự phòng này là nó chơi trên từng cái đường đua hoặc là nó sẽ chơi trong từng cái giai đoạn. Bánh chẳng hạn như bánh chơi đường đua này hoặc là trong cái thời tiết này thì chơi như vậy. Đó, đây nó sẽ có một cái đĩa, các bạn có thể bỏ vô ổ đĩa và các bạn xem những cái đoạn clip quảng cáo của cái hãng này năm vào cái năm nó phát hành. Những bạn biết xe tay đua Ngân Hà này là cũng là những bạn tương đối có số tuổi, cũng tương đối to rồi đó, chứ không phải nhỏ đâu. Nhỏ thì không biết, không rành đâu. Nhỏ thì có thể biết về thần xe đại chiến thôi chứ không biết về tay đua Ngân Hà. Đây là hai cái bánh dự phòng không ha. Đây là những cái bộ phụ kiện của nó ha, bộ phụ kiện mặt ráp ha, các bạn thấy không? Rồi chúng ta sẽ phải kiểm từng cái như vậy để mà biết được rằng là hàng ở trong này nó ok, nó đầy đủ linh kiện nha. Anh Phi đang quan tâm cái bọc motor nó để đâu? Đây, cái bọc motor nó để đây nhé. Rồi motor thì hiện nay anh Phi mới cũng chỉ có cái dòng motor 4.000 dòng một phút thôi. Còn motor 6.400 dòng thì anh Phi chưa có. Thì thực tế ra mà nói là nó sẽ có nằm trong một số cái bộ về lẻ của anh Phi. Nhưng mà hiện nay khui nó ra thì cực quá, cho nên hiện nay anh Phi chưa có công bố phần này. Mình chơi cơ bản trước cái đã. Lắp ráp những cái này nó cũng phát triển được những cái kỹ năng logic, những cái kỹ năng nhìn hình, rồi những cái kỹ năng lắp ráp của mình ha. Rồi xong cái phần test những cái sản phẩm. Và bây giờ anh Phi sẽ tiến tới là anh Phi sẽ hướng dẫn luôn cái cách các bạn ráp những cái đường đua nó như thế nào, những cái mắt nó ráp vô như thế nào nha. Các bạn chờ anh Phi xíu. Rồi các bạn, cái bộ đường đua tròn của các bạn thường nó sẽ là 8 mảnh như thế này. Mỗi một mảnh của nó sẽ là một phần của vòng tròn ha, nó sẽ chia làm 8. Và các bạn sẽ ráp vô như vậy ha. Nó có rất là nhiều cách ráp
và nhiều cái cách chơi, nhưng mà về cơ bản anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn. Trên này nó sẽ có cái bộ phụ kiện để mà lắp ráp, ở đây nó sẽ có một bộ màu vàng hoặc là những cái nó có lúc nó màu xanh hay như thế nào đó. Ở đây nó sẽ có một cái bộ ốc để anh Phi, một bộ ốc, và trên này nó sẽ có những cái con ốc nó như thế này. Và bây giờ anh Phi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ráp đơn giản ha. Ở trên này thì nó có một cái ngàm dương và một cái ngàm âm, và trên này nó sẽ có một cái lỗ, cái ngàm ốc nó tương ứng với chỗ này ha, tương ứng với chỗ này, ở ốc chỗ này, và hai cái ngàm này nó sẽ ăn xéo với nhau. Và các bạn nghiêng nó một cái góc cơ bản để ha, các bạn chọn cái này vô trước nè, đây các bạn chọn cái này vô trước ha. Ở phía dưới này thì nó ngược lại ha, chọn vô trước và ở tư thế nghiêng một chút xíu để các bạn sẽ dễ dàng ráp nó vô hơn nè. Nè, hai cái này nó đang chéo với nhau nè, không đó. Rồi các bạn canh đó ha, canh ok là đẩy vô thôi đấy. Và các bạn khi mà đẩy vô rồi thì nó ổn rồi nè, thấy không, ổn rồi, nó khi nó vào rồi. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Chúng ta bẻ một cái miếng vàng này và chúng ta móc nó từ ở dưới này, chúng ta gài lên ha. À, chúng ta bẻ một miếng vàng này, một miếng vàng, anh Phi làm mẫu cho các bạn coi. Rồi chúng ta móc từ ở dưới, chúng ta móc lên là nó dính hai cái này, và chúng ta lật ngược cái này lại, chúng ta cần một cái mặt phẳng thì chúng ta sẽ lấy nó lật ngược lại để chúng ta bắt con ốc này ha. Con ốc này bắt vô ngay đây nè, đấy, chúng ta bắt con ốc này. Rồi làm sao để mà nó bắt được xuống cái phía dưới này. Rồi đây, khi chúng ta bắt con ốc này vào đây là ok. Rồi đường đua tới đây là lắp ráp được. Và các bạn cứ ráp từng mảnh, từng cặp, hai miếng xong rồi các bạn hãy ráp lại, chứ các bạn đừng có ráp miếng thứ ba, miếng thứ tư, nó khó ráp lắm. Ráp từng cặp hai miếng như vậy, xong rồi ráp từng cặp hai miếng lại thành bốn miếng, và ráp hai cái bốn miếng lại với nhau, nó sẽ thành, nó thành gọi là cái vòng tròn ha. Rồi ở đây khi ráp vậy thì nó cũng sẽ hở hở những đường thứ này. Và thường á, với cái kinh nghiệm của anh Phi á, là khi cái chiếc xe nó chạy, nó sẽ chạy từ cái vòng cong này ở phía trên, cho nên các bạn á, các bạn xoay hai cái lỗ, dùng nhiệt cũng được, dùng khoan nhỏ cũng được, các bạn khoan hai cái lỗ ở đây, và các bạn ra tiệm điện các bạn mua những cái dây rút như thế này ha. Các bạn xỏ từ trên, các bạn xuống xuống cho cái nút này nó nằm ở phía dưới ha. Các bạn xỏ qua hai nút này, các bạn gịch lại là nó sẽ được gịch như vậy. Nhưng nếu các bạn sợ rằng những cái nút này nó ảnh hưởng cái đường đua và chiếc xe chạy lên này nghe lục cục, thì các bạn có thể lật ngược lại. Ở đây nó có hai cái thành nè, các bạn thấy không, hai cái thành nè, các bạn xôi bên này một lỗ, các bạn xôi bên này một lỗ, và các bạn xỏ cái dây này vào và các bạn kéo lại, gịch lại là nó sẽ dính chặt như vậy nè. Giả sử như đây nó có một cái dây rút này, nó rút ở đây và nó sẽ dính chặt, thấy không, cái đường đua của chúng ta nó sẽ đẹp hơn, hiểu chưa, ok chưa. Rồi hoặc các bạn có thể dùng băng keo cũng được, dùng băng keo trong á, các bạn dán dọc ở đây nè, nó sẽ dính lại, các bạn ém nó sẽ dính lại. Rồi và từng cặp hai miếng như vậy các bạn ráp thì nó sẽ trở thành một cái vòng tròn nhé. Rồi tới đây là hoàn thành rồi, và anh Phi sẽ gỡ con ốc này ra, và anh Phi sẽ gỡ cái miếng bát này ra. Những con ốc này có thể thiếu hoặc đủ hoặc dư như thế nào đó, hoặc là các bạn bị thiếu thì các bạn dùng theo cái cách mà anh Phi chỉ các bạn hồi nãy, các bạn dùng những cái dây rút ha, xôi những cái lỗ, dùng dây rút kéo nó lại ha. Hoặc nếu có gãy cái chốt này thì cũng chẳng có sao ha, các bạn dùng phương pháp rút đó nó sẽ tiện lợi hơn cả những cái bộ phụ kiện này. Nhưng mà bộ phụ kiện này là bộ đi chung với lại cái sản phẩm này, anh Phi phải gửi cho các bạn thôi. Và cái đó cũng là những cái chia sẻ kinh nghiệm trong cái quá trình chơi đường đua xe tay đua ngân hàng này ha. Cũng may là anh Phi biết được một ít, nếu không là chịu thua luôn á mấy bạn ha. Tại vì đường đua ngân hàng này nó cái dòng đồ chơi này nó cũng khá lâu rồi, mà cũng may mắn là anh Phi còn lưu giữ được một ít để chia sẻ cùng với các bạn. Rồi tới đây thì anh Phi đóng cái thùng hàng này nữa là xong. À quên, chờ xíu, anh Phi sẽ gửi thêm một cái hộp này nữa để bù phụ kiện. Nếu em có bị thiếu những cái phụ kiện nhỏ trong này, hoặc là thiếu những cái bánh xe, hoặc là thiếu những cái bát, những cái và một cái motor, anh Phi sẽ gửi kèm một bộ này kiểu như là quà tặng, cũng như là để bù phụ kiện nếu có bị thiếu phụ kiện gì đó ha. Rồi tại vì nếu về dưới mà lỡ mà thiếu phụ kiện gì đó mà anh Phi gửi bù thì cái chi phí nó sẽ rất là cao. Tại vì chi phí gửi hàng hiện nay đây về dưới đó, cái đơn hàng này cũng đã 57.000 rồi,
Còn ngày hôm qua thì anh Lĩnh đem xuống lại bị thiếu hai miếng, cho nên cái thùng hàng có thể nó sẽ to hơn một chút xíu và chi phí vận chuyển nó sẽ cao hơn, nhưng mà đã báo với khách rồi cho nên anh Phi sẽ không có điều chỉnh phần phí đâu. Nếu phần phí có tăng lên thì anh Phi sẽ phải tự điều chỉnh cái chi phí phía bên này của anh Phi. Rồi, tới đây thì cũng xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Và hy vọng là anh Phi sẽ làm lại một cái series về tay đua ngân hà với tất cả những cái mã hàng mà anh Phi đang hiện có. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé. Khi nãy là phần test xe tay đua ngân hà, còn bây giờ là anh sẽ đóng cái hộp hàng này. Cũng là một cái thử thách đây, làm sao để giữ nguyên kích thước mà đóng được. Tại vì ngày hôm qua bị thiếu hai miếng này và ngày hôm nay anh Phi gửi bổ sung thêm phụ kiện thêm một hộp nữa. Cho nên tổng cộng là có 7 hộp này và 8 miếng này và một cái bịch phụ kiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải thử thách tài nghệ của anh Phi.